đi ra đảo ra hòn lúc nào mình cũng đem theo cái xe của mình theo mình chạy các bạn, nó phê nó đã. Còn ra đây mướn xe thì cũng được, nhưng mà mình thích đi xe của mình thôi. Lần thứ hai thứ ba là ra đây. Ta gọi là lầu chuông. Chùa nằm ngay đó. Đây là đá sa thạch các bạn. Những cái đá này là đá sa thạch, đá mặt trăng á. Các bạn thấy nè, đá tự nhiên nè, nhìn như là nhân tạo. Bén lắm. Nó tự nhiên mà nó bén. Đó, trên cao là những cái đá nó giống nhau vậy nè, mình gọi là đá sa thạch. Nước thì cũng trong. Nó thì vô đó là vô những cái hang động. Đi vòng vòng nhiều đây là những rất là nhiều cái hang động. Nhưng mà mình đi không nổi các bạn. Lớn tuổi rồi hết leo nổi rồi. Nước này thủy triều nó xuống. Đó nó có một cái đường đi xuống, đi xuống luôn cái phần bãi biển ở dưới. Liên tôn có tự. Đây những cái đá sa thạch. Cầu thang đi lên những cái hang động nhiều lắm. Hang kim cương rồi hang này hang kia.
Đây là cái bãi tắm ở Miễu, Miếu Bà Chúa Xứ. Tắm thì bãi tắm này thông qua tới cái bãi của chùa, còn đây là đường xuống theo cái mũi tên nè, đi xuống cái hang Gia Long, đi múc lên đó các bạn, bên đó đi thông thông xuống cái hang, cái hang là thông ra đây nè, thì mình có leo lần đi theo cái đường mòn á, mũi tên đỏ đỏ nó chỉ mình đi, mình múc đó luôn. À, treo leo cũng khó đi lắm. Đây là có cái mũi tên màu đỏ nè. Theo mấy cái gành đá. Mũi tên màu đỏ nè các bạn. Đây mũi tên màu đỏ, đi dọc theo qua cái đó mũi tên màu đỏ các bạn thấy không đó. Đi ra đó, đó đi luồn 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 đi lên đi lên đi lên múc nữa, xong rồi mới chui xuống cái hang ở chỗ cái đỉnh á, xuống cái hang vòng qua đây thì đi theo những cái bà người ta cũng làm sơ sơ cho mình đi nè, nhưng mà khá là nguy hiểm. Chung cái đá này nó không có trơn, nó bén lắm. Mình mang dép mà như mình mang dép tổ ong nè, đi cũng dễ lắm. Đi theo cái chuyền này xuống. Ở đây là rất là nhiều hang động luôn. Nó đi theo cái mũi tên đỏ đỏ. Mình múc trên đó luôn không ạ? Đây mình vô cái chánh điện của chùa Liên Tôn. Bảy đầu đó là đó à? Bảy đi. Bảy đi selfie. Đây là cái đường vô chánh điện các bạn. Đây là cáo thui. Đây là chánh điện. Vô Phật. Tưởng chạy vô xin nữa à? Nè con ơi, cứ nít con, nè con ơi, cứ nít.
Đây có cái đường đi lên mấy cái hang động. Đẹp quá rồi. Trời ơi, sao nhiều đồ thế? Mới thấy mặc bộ đồ kia giờ. Tắm rửa hai thì đồ cho nó. Phải nhiều kiểu ha. Gậy selfie rồi ha. Ủa mình ở sao thấy nhiều đi một đồ nhiều chỗ ở quá ta? Nhiều quận 8 rồi cô ở Tân Phú à? Ở Bình Tân. À Bình Tân. Bình Tân thì Bình Chánh. Biết rồi, nhưng mà nãy có nhóm đi chung cô là ở là quận 8. Ta thấy 50 người mà nhóm vậy, 10 người, 5 người. Có nhiều nhóm, nhiều nơi, nhiều quận 8, quận 7. Cũng chung sớm. Thank you.
tàu này mai mấy giờ về Ba Hòn? 7 giờ. Buổi sáng phải không? Dạ 7 giờ sáng. Đây Thành Tâm hả? Dạ Thành Tâm. Đang trái chuyến ra là 9 giờ hả? Ra 9 giờ. Dạ 9 giờ, giờ là về đâu 7 giờ. Không đi có một mình à. Dạ. Đó ông đó Thành Tâm á. À thằng con là chung nữa chung. Miếu bà chú sứ ở Hòn Ngại các bạn. Chỗ miếu bà này cũng có cái bá tấm lầu chuông. Ăn thông qua bên chùa Liên Tôn Cổ Tự. Mấy bà thì khách hành hương thì du lịch cũng tới cúng.
cái gì cá trò. Cá tròn hả? Cái học trò. À, cái học trò. Câu thấy dễ quá ta. Cái học trò. Cái chiên nấu lẩu. Chiên. Chiên hả? Chiên giòn ha. Chợ này cắt lên không ai vô bán hết. Dạo vậy là xong cái hồi nghệ đó, không mai về đâu có gì đâu nữa là trời, thấy không có buôn bán gì nhiều, đồ ăn đồ uống là cũng ít.